Good morning, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Thương Nhớ Sài Gòn và Cali Sài Gòn. Xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, trong cái ngày mà phát quà cho YouTuber tại nhà của Hồng Loan đó, nó cũng gây lên một cái sự ồn ào cũng không kém. Công an có đến đó để giải quyết vấn đề vì có rất nhiều người nghèo đến đó. Họ tưởng rằng là Hồng Loan phát quà từ thiện, cho nên họ nghe thông tin ở đâu hơn nó không biết nữa. Nhưng mà trước khi mà Quốc Võ về nước thì chúng ta cũng đã thấy cái clip đó, là cái chị Hằng ở bên California đã gửi cho Quốc Võ 1.000 đô để về mua bánh trung thu, ủng hộ cho Ni và Hồng Loan để phát những cái phần quà đó cho những YouTuber. Mà những YouTuber nào ủng hộ cho Hồng Loan nha, nhớ rằng là những YouTuber nào đã nói tiếng tốt và ủng hộ cho Hồng Loan, đem lại những sự thật cho tất cả mọi người đều hiểu biết về gia đình của cố nghệ sĩ thì được những món quà đó, coi như là một chút xíu là cái sự mà quan tâm ủng hộ của người phương xa đối với những YouTuber ở Việt Nam. Nhưng mà không biết làm sao mà thông tin nó lại đi một cái cách khác. Họ nói rằng là Hồng Loan có phát quà từ thiện tại nhà, cho nên đã nhiều người tràn tới nhà của Hồng Loan, làm cho cái khu phố nó bị đại khái là nó hơi mất trật tự an ninh một chút xíu. Nhưng mà công an cũng có đến rồi, cũng có nhắc nhở Hồng Loan, rồi sau đó thì tất cả cũng được giải quyết êm đẹp. Tôi không biết rằng, nghĩ rằng là không biết có ai đó ở bên kia đã pha một cái tin như vậy không, để cho nhiều người đến để làm cái khu phố nó bị nó ồn ào, nó mất thẩm quan, mất trật tự chút xíu, và cái ảnh hưởng đến danh tiếng của Hồng Loan. Không biết cái chuyện này là vô tình hay là một cái sự cố ý nào đó có sắp đặt hay không nữa, phải không các bạn? Vâng, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn về vấn đề vừa qua. Cái bài này là chuyện trong nhà, ngoài ngõ của Khoa Lệnh Nguyệt. Yêu cầu Phượng Ve sao kê minh bạch ủng hộ Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hôm qua như đã thông báo, Hồng Loan, chị Ni, anh Quốc Võ sẽ thay mặt chị Hằng bên nước ngoài gửi đến tặng anh em trong YouTuber nào ủng hộ cho Hồng Loan từ trước đến giờ luôn. Ước tính khoảng có 80 phần quà. Hoàn toàn không nói đến việc sẽ đi phát quà từ thiện cho bà con cơ nhỡ tàn tật hay là neo đơn. Hoàn toàn không có nha. Và tôi cũng đã coi cái clip mà Quốc Võ nói chuyện với lại chị Hằng ở bên California, 1.000 đồng đó để là trao cho chị Ni để mua bánh trung thu để phát cho những YouTuber. Nhưng không hiểu nhận được nguồn tin ở đâu, bà con đến trước nhà Hồng Loan số 5 Đoàn Thị Điểm chờ đợi nhận quà rất là nhiều. Hồng Loan đúng chất là con gái của ông Hoàng cải lương nhân hậu, cô ấy đã giải quyết rất nhân văn và phúc đức. Trích thêm cả 100 phần gạo, bánh, loại đắt giá, tiền mặt để giúp đỡ cho bà con. Bây giờ thấy bà con đến nhiều quá rồi, và có nhiều người có những cái câu nói nó không được tốt đẹp gì cho mấy các bạn. Chẳng hạn như là tôi có nghe một số thì lại nói người nghèo không cho mà đi cho YouTuber. Ủa, đây là phần quà không phải là của Hồng Loan mà là của chị Hằng ở bên nước ngoài gửi cho chị Ni mua bánh của Hồng Loan phát cho YouTuber, người ta nói rất rõ ràng. Nhưng mà có một số người nghèo cơ nhỡ đến đó, rồi người ta nói người nghèo không phát. Ở đất nước Việt Nam mình nghèo rất nhiều, nhiều người nghèo lắm, mà người ta nghèo người ta có tư cách, còn có những người nghèo đến đó không có tư cách luôn, mà đã mình nghèo rồi mà mình nói ra những cái câu nói nghèo không phát mà đi phát mấy người kia đồ là bậy tầm bạ vớ va vớ vẩn, rồi dùng những cái câu nói rất là dễ mít lòng như là tôi chưa có tại sao không phát nữa này kia nọ. Ơi hôm nay không biết ai đồn phao tin đó, mà thí dụ mình có đến đi mà người ta cách nghĩa cho mình biết được cái phần quà này là chỉ dành cho những người YouTuber đã ủng hộ xuyên suốt mấy tháng nay cho cố nghệ sĩ
Vũ Linh và Hồng Loan thì người ta phát. Đó, người ta đã nói như vậy rồi, nếu mà mình có lòng tự trọng thì mình nên đi. Tại vì cái này không phải là của phần của những người nghèo. Và ví dụ có phát của cho những người nghèo gì như vậy đó, người ta cũng phải sẽ có người sắp xếp, rồi có số thứ tự sắp hàng này kia nọ, chứ đâu phải lên tràn lên như vậy đâu phải các bạn. Chúng ta tiếp tục cái câu chuyện này ha. Và Hồng Loan đã giải quyết rất là nhân văn và phúc đức, trích thêm cả 100 phần gạo, bánh, loại đắt giá, tiền mặt để giúp đỡ cho bà con, đáp lại tấm chân tình, thương yêu và mong đợi của mọi người. Của cho không bằng cách cho. Việc thiện mỗi lúc mỗi nơi, thiện xuất phát từ cái tâm của mình mà thôi. Cô ấy không dùng trang cá nhân để live trực tiếp, không mướn một YouTuber nào quay lại cả, hoàn toàn từ các mũi YouTuber, TikToker đã từ lâu túc trực trước nơi cô sinh sống, hoặc là một số người đi đường quay lại. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy cô ấy giống ba, làm việc thiện không cần phô trương. Vậy mà không hiểu vì sao vẫn có một số cá nhân phát ngôn rằng cô ấy làm màu, làm trong im lặng như là ba của cô Linh mới là hay. Người nói ra câu này có suy nghĩ này chắc là cả đời chưa bao giờ một lần đi làm từ thiện từ cái tâm của mình, nên không hiểu được cái tâm đức là cái gì. Vâng, mình cũng có thấy ở nơi đó lúc mà một số anh em YouTuber quay lên thì nó cũng ồn ào cái khu phố một chút xíu, nhưng mà giải quyết tất cả được cũng êm đẹp. Nhưng có những người giống như nãy mình mới vừa đọc một cái lời phát biểu cho các bạn biết đó, là tại sao mà đi làm từ thiện thì phải im lặng, phải có cái tâm giống như cha của mình mới là tốt chứ, chứ mới ồn ào như vậy. Xin lỗi Hồng Loan, đâu có biết được là cái bao biết bao nhiêu người tới đó để nhận quà đâu. Và trước khi về thì Quốc Võ cũng đã gọi cho Ni và Hồng Loan, cũng đã sắp xếp cái chuyện này rồi, làm những cái món quà đó là chỉ để dành cho những YouTuber thôi, không mà các người mà nói là các bạn nghèo rồi đến đó, bà con cô bác tới đó để xin quà từ thiện, đáng lẽ tới nơi đó rồi nếu mà không phải là cái nhu cầu mà để phát quà từ thiện thì nếu mà chúng ta có lòng tự trọng thì chúng ta nên ra về, tại vì nó không phải là theo cái sự sắp xếp của ban tổ chức. Nhưng mà có những người lại nhận quà rồi hay hoặc là không nhận rồi lại nói lên những cái câu nói là phải làm từ thiện thì phải im lặng như ba của mình mới là tốt, mới là này kia nọ, trách Hồng Loan. Thật ra Hồng Loan đâu có mướn ai để quay YouTuber cho mình đâu. Và lúc mà phát quà từ thiện đó, phát cho những người đó cũng không dùng cái trang Facebook của mình ha, để quay lên để giống như chia sẻ để làm màu. Mà người ta nói là Hồng Loan làm màu, tôi thấy cái này mới là cái nực cười nhất luôn á. Không như ai kia, bên kia, mỗi lần làm một chút xíu gì là quay phim, đưa lên TikTok, đưa lên YouTube, rồi đưa lên này kia nọ để cho mạng xã hội quan tâm và những việc gì của họ làm. Còn Hồng Loan thì không, hoàn toàn không. Khi mà biết rằng có nhiều người cơ nhỡ đến ngoài cái sự sắp xếp của mình thì cũng đã trích gạo nè, phần quà nè và tiền bạc để giúp đỡ cho các bà con, như vậy là đủ lắm rồi. Như vậy đã nói lên cái nhân văn rồi, tại sao còn lại trách Hồng Loan những cái chuyện đó. Tôi thấy đúng là bớ va bớ vẩn. Thì các những người mà đến đó mà xin không được hoặc là xin ít rồi xin thêm như vậy thì hãy cô lại mình, hãy xem mình nghèo nhưng mà cái tư cách của mình vẫn nghèo hơn là cái nghèo hiện tại luôn nữa. Rồi nói đến cái bài thơ của người nào đó ở dưới quê đem lên. Mà cái nhìn bài thơ này thì có những cái câu từ thì nó cũng vẫn nó giống như là cái của cái cô tiên ngáo ở bên Mỹ này lắm. Không đề tên nhưng mà người ta biết là của ai rồi các bạn ha. Cũng như Ni có livestream và thấy được người ta đem vào
trong cái khu mà lưu niệm của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á, thì trong đây người ta nói ủa bài thơ của Tiên Ngáo sao nằm ở đây vậy ta, đáng lẽ phải đưa về nhà ông Bảy Báo hay là ra chuồng gà mới là đẹp nha. Thì nếu mà thích quá như vậy thì thôi thay vì đưa bài thơ này về cái chỗ mà cô bán bánh xèo gì đó, để cho bà con đi qua đi tới được tham quan được nhìn thấy, có phải là tốt hơn không? Không, tôi thấy Lục Bào với Bảy Báo thích cái bài thơ này thì thôi tặng cho người ta đi. Ở chỗ đó nó cũng có cái hình ảnh bàn thờ của cố nghệ sĩ mà để trong nhà của Bảy Báo thì chắc nó đúng hơn. Tôi không hiểu sao đã mấy tháng đã trôi qua nhưng mà cái cô VT bên Mỹ này vẫn muốn cái bài thơ của mình được đặt kế trên cái ngôi mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chẳng khác nào cô ấy bắt người ta đến đây, không phải là bắt buộc, nhưng mà người ta đã đến đây, người ta thắp một nén hương lòng cho cố nghệ sĩ Vũ Linh, rồi người ta quỳ lại. Chẳng khác nào người ta đã lại luôn cả cái bài thơ của cái cô VT bên Mỹ này. Cái sự suy nghĩ của cô ấy nó không phù hợp chút xíu nào cả. Tôi nói thí dụ thôi, thí dụ mà cổ có thương thầm trộm nhớ thì cũng không cần phô trương, chỉ cần viết trên một cái trang cá nhân của mình bài thơ của mình. Nếu mà người ta cảm thông, người ta đọc thì người ta đồng ý với lại những cái sự suy nghĩ của cô ấy, còn không thì thôi. Còn đằng này đã mấy tháng trôi qua rồi nhưng vẫn không bỏ cuộc, và trong cái thời gian này đang xôn xao về cái vụ đó thì cô ta lại một lần nữa nhờ cái người chị gái này ở dưới quê rồi đem bài thơ đó lên đặt trên ngôi mộ, bây giờ đã được đem vào cái chỗ mà phòng triển lãm của Hoa Viên, những gì mà di tích của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhưng mà thế nào tôi nghĩ rằng Hồng Loan cũng đem dẹp cái bài đó qua chỗ khác đi, hoặc là đem kêu chị gái đó nên tặng lại cho Lục Bào và Bảy Báo. Tại vì những người này mới là những người cần cái bài thơ đó để trước cái cửa tiệm bánh xèo để buôn bán, chứ mà Hồng Loan thì không có nhu cầu, và cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng không có nhu cầu để nhận bài thơ này để trước ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh đâu phải các bạn ha. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng một buổi sáng chúng mình chia sẻ những gì liên quan cập nhật tới sóng gió gia tộc, và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào.